Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với phần cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể tại nhiều mặt trận, song vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ phía đông Ukraine. Dù vậy, Nga tiếp tục tấn công dữ dội tại miền đông Ukraine, bất chấp việc Kiev tiếp tục chiếm giữ một số vùng lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga. Trong khi đó, Ukraine thiếu hụt binh sĩ trầm trọng, và đang tăng cường tuyển dụng. Kiev đã ban hành luật có hiệu lực vào tháng 5 vừa qua. Hạ độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của nam giới từ 27 xuống 25. Nhưng việc huy động đã gây ra căng thẳng cho người dân trong bối cảnh Ukraine tìm cách mở rộng lực lượng. vốn dị có quy mô nhỏ hơn nhiều so với Nga. Trang tin quân sự Avia Pro mới đây dẫn nhận định của chuyên gia Anh Alexander Mercuris cho biết, lực lượng quân sự Ukraine đang buộc phải rút lui khỏi các vị trí của họ ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, một cách hỗn loạn và mất trật tự. Theo ông Mercuris, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã làm suy yếu đáng kể năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine. Đặc biệt là trong việc sử dụng máy bay không người lái, vốn đã trở nên hầu như không hiệu quả trong khu vực chiến đấu. Chuyên gia Mercuris nhấn mạnh, các công nghệ tác chiến điện tử tiên tiến của Nga đã ngăn chặn hoạt động của máy bay không người lái Ukraine, can thiệp vào hoạt động trình sát và điều chỉnh hỏa lực. Theo chuyên gia Mercuris, những động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đã đạt được những bước tiến lớn kể từ đầu tháng 10. Ông tin rằng bước tiến hiện tại của lực lượng Nga là một trong những bước tiến quan trọng nhất kể từ khi Nga bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự tại Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã bao vây khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine ở hai khu vực trên hướng Kupiansk, tỉnh Kharkov, Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, ngoài ra còn có hai hoặc ba khu vực mà binh sĩ Kiev bị chặn trong khu vực nhóm tác chiến trung tâm chịu trách nhiệm. Theo Guardian, kể từ đầu tháng 10 tình hình ở Kupiansk đã xấu đi đáng kể đối với các lực lượng Ukraine. Các quân nhân Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đang áp đảo về pháo binh, thiết bị quân sự và nhân sự. Lực lượng Nga cũng đặt mục tiêu kiểm soát vùng Donbass phía đông Ukraine, bao gồm các khu vực từ Nhét và Luhan. Vào tháng 9, lực lượng của Moscow đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ khi bắt đầu xung đột. Nga liên tiếp tuyên bố kiểm soát các khu vực ở Donbass đe dọa các tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine. Theo thống kê của Guardian, vào tháng 10, lực lượng Nga đã giành được khoảng 500 km vuông lãnh thổ, chủ yếu là ở Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng đã giành khoảng 40 m vuông ở khu vực Kupiansk, Kharkov, khu vực nằm gần Donetsk. Nga hiện kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine. Hồi cuối tháng 10, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 đã đạt được nhất trí về việc cung cấp khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraina dựa trên lợi nhuận thu được từ số tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây, sớm nhất là từ tháng 12. Tuyên bố của G7 nêu rõ, các khoản vay này sẽ được cung cấp và hoàn trả thông qua các nguồn thu bất thường trong tương lai từ số tài sản của Nga bị đóng băng sau xung đột. Mục tiêu là đến cuối năm nay sẽ bắt đầu giải ngân các khoản tiền. Cụ thể, số tiền trên sẽ được giải ngân thông qua loạt khoản vay song phương, bắt đầu sớm nhất là vào ngày 1 tháng 12 và tiếp tục cho đến hết năm 2027 theo từng đợt dựa trên nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine. Mỗi khoản vay song phương sẽ có hiệu lực chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2025, tạo điều kiện linh hoạt về thời gian để các thành viên G7 sắp xếp các chi tiết kỹ thuật. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo tài chính đang tập trung tại Washington, Mỹ để tham dự các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB. G7 đưa ra quyết định trên nhằm thực thi thỏa thuận đã đạt được vào tháng 6 giữa các nhà lãnh đạo G7 trong hội nghị thượng đỉnh thường niên ở miền Nam Italia để khai thác thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Trong khi mới đây, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu được sở hữu 300 tỷ đô la Mỹ tài sản thuộc chủ quyền của Nga, hiện đang bị đóng băng bởi các lệnh trừng phạt của các tổ chức tài chính phương Tây. Ông tuyên bố điều này sẽ cho phép Ukraine tự mua vũ khí cho chính mình. Ông nêu thêm vấn đề viện trợ của phương Tây, đặc biệt là khả năng tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể cắt viện trợ cho Kyiv. Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu ở Budapest hôm mùng 7 tháng 11, sau khi xung đột Ukraine gia tăng căng thẳng vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản thuộc với Ngân hàng Trung ương Nga. Phần lớn số tiền, khoảng 197 tỷ euro, tương đương với 213 tỷ đô la Mỹ, đang được nắm giữ tại Euroclear. Cơ quan thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bruxelles đã ước tính rằng các tài sản của Nga bị tịch thu đã tạo ra tiền lãi 5,15 tỷ euro, tương đương với 5,55 tỷ đô la Mỹ trong 3 quý đầu năm tài chính này. Ông Donald Trump đã nói rằng ông có thể kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine trong một ngày, nhưng chưa từng nêu chi tiết cụ thể. Theo Wall Journal, Tổng thống đắc cử của Mỹ đang nhận được đề xuất từ các cố vấn về kế hoạch chấm dứt xung đột, bao gồm thiết lập khu phi quân sự dài gần 1.300 km giữa Nga và Ukraine. Ukraine cam kết không gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, trong ít nhất 20 năm để đổi lấy việc Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí. Chưa rõ lực lượng nào sẽ giám sát khu vực phi quân sự, nhưng một số cố vấn nói với Wall rằng quân đội Mỹ hoặc các tổ chức quốc tế do Mỹ tài trợ như Liên Hợp Quốc sẽ không tham gia. Phó Tổng thống đắc cử James David Vance từng đề cập ý tưởng tương tự trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9. Mô tả khu phi quân sự nằm trên đường ranh giới hiện tại giữa Nga và Ukraine được củng cố để ngăn Nga tấn công trở lại. Theo kế hoạch này, Ukraine sẽ giữ tính trung lập mà Nga mong muốn và Đức cùng các nước khác sẽ hỗ trợ tái thiết Ukraine. Wall đưa tin Tổng thống đắc cử Trump chưa phê duyệt kế hoạch cụ thể nào. Những người thân cận với ông nói rằng các đề xuất đều khác biệt với cách tiếp cận của chính quyền Joe Biden, vốn đề ép quyết định thời điểm đàm phán hòa bình. Các kế hoạch đều gợi ý đóng băng xung đột ở vị trí hiện tại. Ông Keith Kellogg và ông Fred Fleiss, hai cựu quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời ông Donald Trump, cũng đã đề xuất kế hoạch cắt giảm viện trợ vũ khí cho Ukraine đến khi Ukraine đồng ý đàm phán với Nga. Sau khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng bầu cử Mỹ 2024, một số nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm cả Tổng thống Ukraine, đã chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng của mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng ông đã có cuộc điện đàm tuyệt vời với ông Donald Trump, trong đó hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì đối thoại chặt chẽ và phát triển hợp tác. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky nhắc lại cuộc hội đàm trực tiếp với ông Donald Trump tại thành phố New York, Mỹ vào tháng 9 vừa qua. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về quan hệ đối tác chiến lược Ukraine-Mỹ kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Zelensky trình bày với các đồng minh và các biện pháp chấn dứt hành động của Nga ở Ukraine, chúng tôi mong đợi kỷ nguyên của một nước Mỹ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của ông Trump. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 6 tháng 11, ông Trump không hề nhắc đến Ukraine. Các bị cáo vụ bạo loạn đối Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 vui mừng với chiến thắng của ông Donald Trump và hy vọng ông thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử là ân xá cho họ. Cụ thể, hơn 1.500 người bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn đồ Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm mục đích ngăn cản việc chứng nhận chiến thắng bầu cử năm 2020 của ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Ông Trump phát biểu trong buổi phỏng vấn của CNN, tôi có xu hướng ân xá cho nhiều người trong số họ. Ông từng nhiều lần đưa ra cam kết này trong khi vận động tranh cử năm 2024 để giành lại Nhà Trắng. Tổng thống đắc cử cho hay, tôi không thể nói cụ thể trường hợp nào vì có thể một vài trường hợp đã mất kiểm soát. Ông Trump nhiều lần hạ thấp mức độ bạo lực của sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021, thậm chí gần đây còn mô tả đó là ngày tình yêu. Hơn 140 cảnh sát bị thương trong nhiều giờ xung đột với những đối tượng bạo loạn, những người sử dụng cột cờ, gậy bóng chày, gậy khúc côn cầu và các vũ khí tự chế khác cùng với súng điện và bình hơi cay. Vụ bạo loạn được Capitol diễn ra sau bài phát biểu nảy lửa của Tổng thống khi đó là ông Donald Trump trước hàng chục nghìn người ủng hộ gần Nhà Trắng, tuyên bố sai sự thật rằng ông đã thắng cử năm 2020. Một số bị cáo liên quan vụ bạo loạn đã viện cớ chiến thắng của ông Donald Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris để yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử hoặc tuyên án với họ. Christopher Cannell, 21 tuổi, ở North Carolina yêu cầu hoãn phiên điều trần về hành vi gây dối trật tự công cộng của mình do những lời hứa ân xá từ ông Donald Trump. Luật sư của Cannell cho biết, anh ấy hy vọng được miễn truy tố hình sự với những tội danh đang phải đối mặt khi chính quyền mới nhậm chức. Tuy nhiên, yêu cầu trì hoãn bị thẩm phán bác bỏ. Một bị cáo khác, Jamie Avery, yêu cầu hoãn phiên tòa tuyên án cô vì tội xâm phạm trái phép, dự kiến diễn ra vào sáng mùng 8 tháng 1 sang sau ngày 20 tháng 1 năm 2025, thời điểm ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 47. Luật sư của Avery nói, ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố công khai ông sẽ ân xá cho những người biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021 nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Thẩm phán bác bỏ yêu cầu của Avery sẽ là bất công lớn nếu bà Avery phải ngồi tù dù chỉ một ngày, trong khi ông Trump, người đóng vai trò quan trọng trong sự kiện ngày 6 tháng 1, không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Cố vấn đặc biệt Jack Smith buộc tội ông Donald Trump âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Vụ án chưa bao giờ được đưa ra xét xử và hiện đang bị đình chỉ theo quy định của Bộ Tư pháp là không truy tố tổng thống đương nhiệm. Tổng thống đắc cử Donald Trump không loại trừ khả năng ân xá cho các thành viên của nhóm cực hữu Proud Boys và Oath Keepers, những người bị kết tội âm mưu kích động nổi loạn và phải nhận mức án tù nghiêm khắc nhất. Eric Catarrio, cựu thủ lĩnh nhóm Proud Boys, đang thụ án 22 năm tù vì chỉ đạo cuộc tấn công theo kiểu quân sự vào Điện Capitol. Trong khi đó, người sáng lập Oath Keepers, Stewart Rhodes, bị kết án 18 năm tù. Theo số liệu mới nhất của văn phòng luật sư Mỹ tại quận Columbia, 1.532 người bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn đồi Capitol, bao gồm 571 người bị buộc tội tấn công, chống đối hoặc cản trở cảnh sát thực thi pháp luật. Hơn 940 bị cáo nhận tội với những tội danh khác nhau, trong khi 195 người khác đã bị kết án. Ông Trump ân xá cho một số đồng minh chính trị thân cận của mình khỏi các cáo buộc liên bang trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021, bao gồm cả những người đứng đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông là Paul Manafort và Steve Bannon. theo Telegraph, Barron Trump, 18 tuổi, con trai út của ông Donald Trump, đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhờ chiều cao nổi bật, 2m06 và ngoại hình rất giống ông hồi trẻ. Tuy vậy, trong chiến dịch tranh cử năm nay, Barron còn giúp ông Trump kết nối với thế hệ cử tri nam trẻ tuổi thông qua các chương trình podcast trực tuyến. Với ông Trump, đây là một môi trường vô cùng lạ lẫm. Với truyền thông đại chúng, đây lại là khu vực hay bị bỏ qua. Nhưng với nam giới Mỹ trung lưu từ 18 đến 34 tuổi, các buổi podcast trực tuyến là phương án kết nối tốt nhất. Nhóm đối tượng này thường có xu hướng không đi bỏ phiếu, nhưng cách tiếp cận mới của Biden đã làm thay đổi tình hình. Nguồn tin của tờ The Times cho biết, bà Sushi Wallace, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, đã ra cho các cố vấn Cộng hòa nhiệm vụ lập danh sách các buổi podcast mà ông Donald Trump sẽ tham gia. Tuy vậy, Biden mới là người có tiếng nói quan trọng nhất. Biden Trump là con trai duy nhất của ông Donald Trump và người vợ thứ ba, bà Melania. Vào năm 2016, khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đời thứ 45, Biden cũng nhận được nhiều sự quan tâm của báo giới. Biden được gọi là hoàng tử nhà trắng, được khen vì sở hữu ngoại hình điển trai, lãng tử, có nhiều nét tương đồng giống bố. Cuộc sống thời học sinh của Biden Trump rất kín tiếng, nhận sự bao bọc của bố mẹ. Cậu được mật vụ vệ sĩ theo sát từng bước. Về học vấn, trong một bài phỏng vấn trước đây với Daily Mail, ông Donald Trump đã xác nhận rằng con trai út của ông quyết định theo học tại Đại học New York. Biden đã ghi danh vào trường Kinh doanh Stern của Đại học New York. Việc lựa chọn trường đại học của Biden từng thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong dư luận. Bắt đầu khi trang The Daily Beast của Mỹ thông báo, Đại học New York là trường mà Biden mong muốn theo học. Khác với các trường thuộc khối Ivy League mà cha và các anh chị em của Biden đã chọn. Ông Donald Trump cũng từng chia sẻ với tờ Daily Mail rằng con trai của ông đã cân nhắc lựa chọn trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, nơi ông đã từng học và cũng đã được nhận vào nhiều trường. Cuối cùng, Biden đã chọn Stern, gọi đây là một nơi rất chất lượng. Mới đây nhất, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ lần thứ 47 của cha, Biden không xuất hiện trong nhiều chiến dịch nhưng anh đã giúp nâng cao khả năng kết nối chiến dịch của ông Trump tới các cử tri trẻ tuổi. Một điều đặc biệt khác, đây là năm đầu Biden Trump đủ tuổi để bầu cử tổng thống Mỹ, trùng hợp cũng là năm cha anh, ông Donald Trump một lần nữa tham gia cuộc đua vào nhà trắng. Biden Trump từ một cậu nhóc ngây thơ năm nào đến nay đã trưởng thành, có phần đóng góp nhất định vào thành công của cha mình. Cậu đã vượt qua rào cản là con trai của một tổng thống nổi tiếng và dần tạo dấu ấn riêng trong cuộc sống cá nhân lẫn trong chiến dịch chính trị của gia đình. Theo giới phân tích, với việc trở lại Nhà Trắng lần này, ông Trump nhiều khả năng sẽ thành lập một chính quyền hoàn toàn mới, khác biệt so với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đội ngũ của ông cũng cam kết chính quyền thứ hai này sẽ không giống với chính quyền đầu tiên mà ông Trump thành lập sau khi đắc cử Tổng thống vào năm 2016. Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ có thời gian 75 ngày xây dựng đội ngũ trước ngày nhậm chức dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông Trump sẽ lập danh sách những việc cần làm, đáng chú ý là việc lấp đầy khoảng 4.000 vị trí trong chính phủ bằng những nhân vật mà nhóm của ông lựa chọn, từ vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các bộ trưởng khác trong nội các đến những người phục vụ bán thời gian trong các hội đồng và ủy ban. Khoảng 1.200 vị trí trong số này cần sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Điều này có khả năng sẽ dễ dàng hơn trong bối cảnh phe Cộng hòa đang trên đà kiểm soát Thượng viện. Trong bài phát biểu giành chiến thắng, ông Trump đã giới thiệu một số ứng viên tiềm năng, trong đó có cựu ứng viên Tổng thống và nhà hoạt động chống vaccine Robert Kennedy Jr. và tỷ phú Elon Musk, người Mỹ gốc Nam Phi. Tổng thống đắc cử cũng cam kết đưa Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, người ủng hộ nhiệt thành cho chiến dịch tranh cử của ông, trở thành bộ trưởng phụ trách cắt giảm chi phí của liên bang. Ông Elon Musk cho biết, ông có thể giúp cắt giảm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ trong chi tiêu của chính phủ. Quá trình chuyển giao quyền lực không chỉ là lấp đầy những vị trí trong chính quyền. Hầu hết các tổng thống đắc cử cũng nhận được báo cáo về thông tin tình báo gần như hàng ngày trong quá trình chuyển giao. Quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ được những nhân vật thân cận và các thành viên trong gia đình ông hỗ trợ, trong đó có ông Kennedy Jr., cựu ứng cử viên tổng thống đảng dân chủ Tulsi Gabbard, hai con trai của ông là Donald Trump Jr. và Eric Trump và người đồng hành tranh cử với ông thượng nghị sĩ JD Vance. Ngoài ra còn có những nhân vật khác như giám đốc điều hành Canto, Fitzgerald Howard Lunick cùng bà Linda McMahon một bà trùm đấu vật chuyên nghiệp người Mỹ, hiện là chính trị gia và từng lãnh đạo cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump lập luận rằng sự gian lận trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu đã khiến ông mất cuộc bầu cử. Điều này đã trì hoãn việc bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực từ chính quyền sắp mãn nhiệm của ông sang chính quyền mới của Tổng thống Biden trong nhiều tuần để ngăn chặn sự trì hoãn tương tự trong các quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới trong tương lai. Đạo luật cải thiện quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống của Mỹ năm 2022 yêu cầu quá trình chuyển giao phải bắt đầu 5 ngày sau cuộc bầu cử, ngay cả khi kết quả bầu cử vẫn còn gây tranh cãi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự xác nhận chắc chắn của GSA không còn là điều kiện tiên quyết để chính quyền mới nhận được các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi, theo hướng dẫn của cơ quan về các quy tắc mới. Một làn sóng đỏ đã nổi lên trong cuộc bầu cử Mỹ ghi nhận sự trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump và chiến thắng áp đảo của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Kết quả này giúp Đảng Cộng Hòa kiểm soát ít nhất một viện trong Quốc hội, tạo lợi thế lớn cho ông Trump sau khi nhậm chức Tổng thống. Tại Thượng viện, Đảng Cộng Hòa đã được đa số nhờ chiến thắng ở các bang Tây Virginia và Ohio. Dù Hạ viện vẫn còn trong thế sẵn cò, nhưng hiện tại, Đảng Cộng Hòa đã giành được 207 ghế, còn Đảng Dân Chủ chỉ đang kiểm soát 191 ghế. Với tổng cộng 435 ghế và cần ít nhất 218 ghế để nắm quyền kiểm soát, phe dân chủ sẽ phải dành thêm ít nhất 27 ghế để chiếm ưu thế tại viện này. Theo đó tình hình hiện tại cho thấy, hạ viện vẫn còn 38 cuộc đua chưa có kết quả. Tuy nhiên, bản đồ bầu cử cho thấy Đảng Cộng hòa đang có lợi thế nhẹ và có khả năng giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, cùng với Nhà Trắng khi ông Trump tái đắc cử. Một làn sóng đảo hoàn chỉnh sẽ mở ra cơ hội cho Đảng Cộng hòa thực thi những chính sách mà ông Trump đã đề cập trong chiến dịch của mình, như siết chặt an ninh biên giới và tăng thuế hàng hóa nhập khẩu. Kết quả đáng chú ý nhất trong làn sóng đỏ mới là sự chuyển dịch tại quận Miami-Dade ở Florida, một khu vực truyền thống nghiêng về đảng Dân Chủ. Trước đây trong các kỳ bầu cử 2016 và 2020, Miami-Dade vẫn là thanh trì vững chắc của đảng Dân Chủ. Bất chấp Florida dần chuyển sang ủng hộ đảng Cộng Hòa, tuy nhiên trong cuộc bầu cử năm nay, Ông Trump đã thu hút 55,2% phiếu bầu tại đây, vượt qua Phó tổng thống Kamala Harris với chỉ 43,71% phiếu bầu. Kết quả này trái ngược hẳn với năm 2016 khi bà Hillary Clinton từng giành được đến 624.146 phiếu tại Miami-Dade, vượt trội so với 333.999 phiếu của ông Trump. Không chỉ ông Trump có sự bứt phá tại Miami-Dade, các ứng viên đảng cộng hòa khác cũng giành chiến thắng ở nhiều vị trí quan trọng tại khu vực này các nghị sĩ đảng Cộng hòa như bà Maria Envira Salaya, ông Carlos Gimenez và ông Mario Diaz Balart cũng được bầu lại vào Hạ viện với đà số phiếu. Thượng nghị sĩ Rick Scott, thành viên đảng Cộng hòa, cũng vượt qua đối thủ là bà Debbie Mukasen, hô từ đảng Dân Chủ, dù trước đó các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua khá xích xào. Đáng chú ý bà Rosanna Coderostut, một ứng viên đảng Cộng hòa cũng giành được vị trí cảnh sát trưởng của Miami-Dade một vị trí chưa từng được bỏ phiếu trong 60 năm qua. Giá một đoàn mạnh vào thị trường của quận này, vốn thuộc phe dân chủ, là bà Daniela Levinkava. Những chức vụ quan trọng khác tại Miami-Dade như giám sát viên bầu cử và người thu thuế cũng lần lượt do các ứng viên Cộng hòa nắm giữ. Trong bài phát biểu buổi sáng sau ngày bầu cử, ông Trump tuyên bố chiến thắng của đảng Cộng hòa là một nhiệm vụ chưa từng có, khẳng định rằng chiến dịch tranh cử của ông chính là phong trào chính trị vĩ đại nhất mọi thời đại. Từ đó ông Trump cũng nhấn mạnh rằng kết quả này là một sự ủng hộ mạnh mẽ cho các chương trình nghị sự của ông và một khởi đầu mới cho nhiệm kỳ Trump 2.0 của ông. Theo hãng tin Reuters, 40 nhà lãnh đạo châu Âu vừa họp bàn về quốc phòng tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu EPC ở Budapest, Hungary. Tại đây, các nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc các nước châu Âu phải chịu trách nhiệm nhiều hơn an ninh của mình và ít phụ thuộc hơn vào Mỹ EPC diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ sẽ đặt ra một loạt các thách thức lớn đối với châu Âu. Điều này có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên bất ổn lớn vào thời điểm châu lục này đang phải vật lộn để tìm kiếm sự thống nhất. Giữa lúc hai cường quốc lớn nhất khu vực là Đức và Pháp đều đang gặp khó khăn về chính trị, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng nước Olaf Scholz đã chúc mừng ông Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, họ cũng nhanh chóng nhấn mạnh những thách thức do chính sách thương mại bảo hộ nước Mỹ trên hết và lời lẽ cô lập ông Trump đặt ra. Ông Schol nói với phóng viên, EU phải sát cánh cùng nhau và hành động theo cách thống nhất. Đồng thời cho biết ông và ông Macron đang phối hợp chặt chẽ với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU khác. Tổng thống Macron phát biểu trên X rằng Berlin và Paris sẽ làm việc vì một châu Âu thống nhất mạnh mẽ hơn trong bối cảnh mới. Các nhà phân tích của Euro Intelligence cho biết trái ngược với những tuyên bố, châu Âu không chuẩn bị cho tác động kinh tế của mức thuế quan cao hơn, khả năng đảo ngược chính sách đối với Ukraine và tối hậu thư về chi tiêu quốc phòng. Chúng tôi dự đoán EU sẽ chia rẽ theo đường lối tương tự như chính Mỹ. Nhiều quan chức châu Âu đã lo lắng về một chiến thắng của ông Trump từ trước cuộc bầu cử, gợi nhớ lại những mối quan hệ xuyên đại Tây Dương căng thẳng trong nhiệm kỳ đầu của ông, sự chỉ trích mạnh mẽ của ông đối với NATO, quan điểm mơ hồ về cuộc chiến của Ukraine chống lại sự tấn công của Nga và lập trường về biến đổi khí hậu. Một mối lo ngại đặc biệt của châu Âu là thương mại. Tháng trước, ông Trump đã nói rằng Liên minh châu Âu sẽ phải trả giá đắt vì không mua đủ hàng xuất khẩu từ Mỹ nếu ông thắng cử. Chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng của ông, nhưng cũng cho biết việc tránh các cuộc chiến thương mại sẽ vì lợi ích của Mỹ cũng như của châu Âu. Liên quan tới xung đột ngay Ukraine, ông Trump từng tuyên bố sẽ cắt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine nếu ông tái đắc cử. Ông cũng nhiều lần cho biết sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ sau khi ông quay trở lại phòng bầu dục. Ông Ed Anon, tại viện nghiên cứu Royal United Service. Rusi ở Anh nhận định, cuộc khủng hoảng trước mắt ở châu Âu sẽ là làm thế nào để tiếp tục hỗ trợ ngoại giao, quân sự và nhân đạo cho Ukraine mà không có Mỹ. Ông Ano nói, nếu ông Trump muốn đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột vào ngày đầu tiên ông nhậm chức, tức là tuần thứ ba của tháng 1 năm 2025, người châu Âu cần tập hợp lại để tìm ra cách họ có thể xử lý vấn đề này. Trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã công khai ủng hộ nỗ lực tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump, ông cho biết, châu Âu hiện cần phải xem xét lại việc hỗ trợ Ukraine Ông Orbán thường xuyên khiến Bruxelles tức giận vì mối quan hệ chặt chẽ của ông với Nga và phản đối viện trợ cho Ukraine. Nền kinh tế Đức suy thoái trong 2 năm qua vì tác động của đại dịch Covid-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine và những cạnh tranh từ Trung Quốc. Đối mặt với tất cả những trở ngại về cấu trúc trong nước và thách thức toàn cầu, Liên minh ba đảng cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz không thể tìm ra cách giải quyết cho một số vấn đề quan trọng. Tình hình lên đến đỉnh điểm vào ngày 6 tháng 11, khi Thủ tướng Sol tuyên bố sa thải ông Liner, khiến chính phủ mất đi đa số trong quốc hội. Theo đài RT, sự dạn nứt giữa ông Sol và ông Liner được cho lên đến đỉnh điểm sau một cuộc họp, trong đó các đối tác liên minh không tìm được tiếng nói chung về cách khắc phục lỗ hổng hàng tỷ euro trong ngân sách năm tới, cũng như vực dậy nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn. Trong một cuộc họp báo mới đây, Thủ tướng Đức lưu ý, bằng cách sa thải ông Liner, ông đã tìm cách ngăn chặn thiệt hại đối với đất nước. Theo ông Scholz, Đề xuất của ông bao gồm nỗ lực đảm bảo giá năng lượng phải chăng, một gói đảm bảo việc làm trong ngành công nghiệp ô tô, cùng kế hoạch ban hành ưu đãi đầu tư để thu hút vốn vào Đức. Ông Sơn cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, quốc gia đang bước vào một mùa đông khắc nghiệt. Ông nói thêm, Đức phải gửi một tín hiệu cho thế giới thấy nước này có thể tin cậy được, đặc biệt sau khi ông Donald Trump tái đắc cử chức tổng thống Mỹ. Ông Sơn giải thích, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho thấy không sẵn sàng thực hiện đề xuất này trong chính phủ liên bang vì lợi ích của đất nước. Tôi không muốn đất nước chúng ta phải chịu những hành vi như vậy nữa. Truyền thông Đức trước đó đưa tin, ông Leiner đã yêu cầu Bộ Quốc phòng hạn chế hỗ trợ quân sự cho Ukraine với lý do khó khăn về ngân sách. Berlin đã giảm gần một nửa số viện trợ cho Kiev từ 7,5 tỷ euro vào năm 2024 xuống chỉ còn 4 tỷ euro vào năm tới. Sau sự sụp đổ của Liên minh cầm quyền, ông Sol trở thành lãnh đạo chính phủ thiểu số và tuyên bố tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa tháng 1 năm 2025, động thái có thể mở đường cho một cuộc bầu cử sớm vào tháng 3 cùng năm. Để kiểm soát Bắc cực, Nga cần thật nhiều tàu phá băng hạt nhân và những con tàu như vậy đang được tích cực đóng mới. Đến năm 2030, Nga sẽ có 7 tàu phá băng hạt nhân thế hệ mới. Tổng giám đốc tập đoàn đóng tàu thống nhất USC, ông Andrei Puchkov cho biết, trong lễ hạ thủy con tàu mới nhất mang tên Chukotka, hiện nay tại nhà máy đóng tàu Zvezda, việc chế tạo tàu phá băng hạt nhân mới nhất mang tên Rossiya hiện đang được tiến hành. Con tàu có công suất lò phản ứng lên tới 120 MW bên cạnh đó theo bộ trưởng bộ công thương liên bang nga ông anton alikhanov moscow còn có kế hoạch chế tạo thêm 4 tàu phá băng diesel điện tại chính nhà máy đóng tàu nói trên để bổ sung cho đội tàu hạt nhân mới đây nhất tổng thống nga vladimir putin đã tham dự lễ hạ thủy tàu phá băng dự án 22220 chukotka thông qua cầu truyền hình sở dĩ sự kiện trên thu hút được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là tàu phá băng hạt nhân lớn và mạnh nhất trên thế giới tàu phá băng hạt nhân chukotka được chế tạo tại nhà máy đóng tàu baltic Khách hàng là tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước Rosatom. Theo tổng thống Nga Putin, việc hạ thủy một tàu pháo băng mới đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga, góp phần vào sự phát triển của Nga ở khu vực Bắc Cực, Siberia và cả vùng Viễn Đông. Việc đóng những con tàu hiện đại mạnh mẽ như Chukotka là một bằng chứng cho khả năng công nghiệp, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực của Nga. Trước tàu Chukotka, Nga đã đưa vào sử dụng các tàu phá băng Sibir, Uran và Atika. Trong năm 2025, tàu phá băng Stalingrad cũng sẽ được hạ thủy tàu phá băng hạt nhân thế hệ tiếp theo mang tên leader được đánh giá mạnh nhất từ trước đến nay của Nga đang được đóng tại xưởng đóng tàu Zvezda ở Viễn Đông. Nga là nước duy nhất trên thế giới vận hành đội tàu phá băng hạt nhân lớn, cho phép thực hiện tham vọng thúc đẩy lưu lượng hàng hóa dọc bờ biển Bắc Cực, đồng thời giúp việc đi lại giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương có thể diễn ra quanh năm. Phát triển kinh tế ở Bắc Cực là một trong những mục tiêu quan trọng của Tổng thống Vladimir Putin. Khu vực này có trữ lượng dầu khí khổng lồ. Theo các nhà phân tích, việc chế tạo loạt tàu phá băng được tiến hành khẩn trương bởi Nga nhận thấy Mỹ và các đồng minh NATO đang tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực, không chỉ có những tàu phá băng hạt nhân, việc chế tạo tàu thám hiểm khoa học lớn mang tên Ivan Frolov thuộc dự án 23680 đã bắt đầu. Phương tiện này sẽ giúp Nga kiểm soát tốt hơn khu vực Bắc Cực và mở rộng ảnh hưởng tại Nam Cực. Con tàu nói trên được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Admiranty tại Saint Petersburg, khách hàng là cơ quan giám sát khí tượng thủy văn và môi trường Nga Roshydromet. Con tàu sẽ giúp tiến hành nghiên cứu ngay cả trong điều kiện thời tiết khó khăn nhất, đảm bảo hoạt động liên tục đối với các trạm nghiên cứu đặt tại vùng cực của Rossidromet. Là một tàu nghiên cứu biển, nhưng chiếc Ivan Frolov cũng có thể vận tải lượng hàng hóa lên tới 2.500 tấn, rất cần thiết khi thực hiện chức năng cung cấp nhu yếu phẩm và vật tư cho các căn cứ xa xôi. Theo giới truyền thông Iran, gần đây, một máy bay chiến đấu F-4 Phantom của không quân Iran đã bị rơi gần Kemansa. Các phi công đã nhảy dù tiếp đất an toàn và khu vực máy bay rơi đã được quân đội phong tỏa. Những người chứng kiến cho biết lực lượng an ninh đã phong tỏa giao thông trên đoạn đường giữa Bistun và Dinewa. Các nhà điều tra cũng đang làm việc tại hiện trường vụ việc. Theo truyền thông địa phương, nhiều khả năng vụ tai nạn xảy ra là do lực lượng phòng không không quân nước này bắn nhầm, trong bối cảnh họ đã sẵn sàng cho cuộc tập kích đường không thứ hai của không quân Israel vào lãnh thổ Iran. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, hai tuần trước, không quân Israel đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tehran sau đó hứa sẽ đáp trả hành động gây hấn này, còn Tel Aviv đe dọa sẽ tấn công lần thứ hai nếu Iran có hành động gây hấn. Theo tờ The National của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều so với các báo cáo trước đây. Điều này khiến Iran hiện đang gặp khó khăn trước các cuộc tấn công tiếp theo. Hình ảnh vệ tinh đã cho thấy nhiều hệ thống radar và tên lửa phòng không tiên tiến của Iran đã bị phá hủy hoặc bị hư hại trong đợt tấn công từ Israel hôm 26 tháng 10 vừa qua. Trong đó, có hệ thống radar Gadia có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 1.100 km và máy bay ở tầm 600 km. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISWK có trụ sở tại Washington, Mỹ đánh giá thiệt hại đối với hệ thống phòng không đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Iran. Điều này khiến các cuộc tấn công tiếp theo của Israel vào Iran trở nên dễ dàng và ít rủi ro hơn. Truyền thông phương Tây đưa tin rằng Israel có thể thực hiện nỗ lực vô hiệu hóa tiềm năng hạt nhân của Iran ngay sau cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Điều này đã khiến giới chính trị và lãnh đạo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đề nghị quân đội nâng cao cảnh giác, ngăn chặn kịp thời bất cứ vụ tấn công nào tiếp theo. Theo giới chuyên gia, các khẩu đội phòng không Iran đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất để đẩy lùi cuộc không kích tiếp theo và trong bối cảnh căng thẳng vì chờ đợi cuộc tấn công có thể diễn ra bất cứ lúc nào, hệ thống phòng không Iran đã nhầm lẫn máy bay chiến đấu F4 Phantom với các mục tiêu bay của địch thủ. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia chú ý đến thực tế là lưới phòng không quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn chưa hoàn hảo, thì phía Nga được cho là đang xem xét tăng cường hỗ trợ quân sự cho Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này bằng những loại vũ khí tiên tiến hơn. Theo giới phân tích, quan hệ ngày càng thân thiết với Nga sẽ giúp Iran sở hữu nhiều vũ khí đủ sức đối phó nếu Israel tung đòn đáp trả. Iran đã đặt mua máy bay chiến đấu Su-35 và muốn có hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga để đối phó với tên lửa và lực lượng không quân vượt trội của Israel. Nếu tất cả các thỏa thuận trên được thực hiện thì điều này sẽ giúp tăng cường năng lực quân sự của Iran và các nhóm vũ trang mà Tehran hỗ trợ. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết binh sĩ trên bộ đang tiến gần đến việc sơ tán hoàn toàn miền Bắc Gaza và người dân Palestine không được phép trở về khu vực này. Trong một cuộc họp báo, chỉ huy sư đoàn 162 của IDF, tướng Isaac Cohen chia sẻ rằng bởi vì quân đội Israel buộc phải vào một số khu vực đến hai lần, như trại tị nạn Jabalia, do đó không có kế hoạch cho phép người dân ở Bắc Gaza quay trở lại nhà của họ. Ông Cohen cũng bổ sung rằng hỗ trợ nhân đạo sẽ được tạo điều kiện để thường xuyên vào miền Nam Gaza. Nhưng khu vực phía Bắc là ngược lại bởi không còn người dân ở đây. Những người dân còn cố bám trụ tại Bắc Gaza cho biết chiến dịch mới đã dẫn đến tình trạng tồi tệ nhất của xung đột tính đến thời điểm này. Về phần mình, Israel khẳng định việc tăng cường hoạt động quân sự là cần thiết để ngăn chặn Hamas tái tập hợp. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người Palestine vẫn bám trụ tại Bắc Gaza. Vào tháng 10 vừa qua, Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 400.000 người dân không có khả năng hoặc chưa sẵn sàng tuân theo lệnh sơ tán của Israel. Ngày 6 tháng 11, kênh Al Jazeera đưa tin đã có 15 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thị trấn Beit Lahia ở phía bắc Gaza. Liên lạc khó khăn khiến cơ quan y tế Gaza không thể xác định được con số chính xác các trường hợp thương vong. Israel đã chia cắt Gaza thành hai nửa từ đầu năm nay qua việc tạo hành lang Netzarim, tách Gaza City đông dân khỏi phần còn lại của giải đất. Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 11, tướng Cohen xác nhận phía bắc Gaza đã bị chia tách thêm lần nữa giữa Gaza City với khu vực nông thôn ở phía bắc đầu tháng 11, các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và chương trình lương thực thế giới FAO cùng các nhóm cứu trợ khác đã lên tiếng cảnh báo tình hình ở phía Bắc giải Gaza đang ở mức thảm họa do xung đột gia tăng. Các cơ quan trên nhấn mạnh toàn bộ người dân Palestine ở Bắc Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong vì bệnh tật, nạn đói và bạo lực. Nhóm Hezbollah đã công bố hình ảnh về một tên lửa dẫn đường chính xác tầm ngắn có tên gọi là ZH-2 và tiết lộ rằng nó đã được sử dụng trong một cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng phòng vệ Israel. Nhóm Hezbollah gần đây tuyên bố trong video rằng tên lửa dẫn đường chính xác được thiết kế đặc biệt để nhắm vào các công sự và nơi tập hợp quân ở gần tiền tuyến. Một video khác do nhóm này công bố cho thấy tên lửa ZH-2 được phóng tại doanh trại Golani. Ở phần đầu của video là hình ảnh một tên lửa không điều khiển gọi là ZH-1 được phóng tại một địa điểm biên giới Al-Ramtha. ZH1 dường như là phiên bản thấp hơn của ZH2 với thiết kế hoàn toàn khác. ZH2 được đánh giá như là phiên bản thu nhỏ của tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác Fateh 110 do Iran sản xuất với tầm bắn tối đa chỉ 20 km và đầu đạn nặng 250 kg. Fateh 110 là tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn của Iran, được phát triển từ những năm 1997 và được đưa vào biên chế trong quân đội quốc gia hồi giáo này từ năm 2002. Ông Fabian Hins, nhà nghiên cứu về phân tích quốc phòng và quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại Anh cho biết. Vào những năm 1990, Fatem 110 được đánh giá là một tên lửa khá thiếu chính xác. Nhưng Iran đã phát triển các phiên bản cải tiến, sau đó có độ chính xác cao hơn. Ông Hins cho hay, những năm qua, Iran đã có nhiều tiến bộ trong việc phát triển tên lửa. Các phiên bản cải tiến dựa trên nguyên mẫu Fatem 110 ban đầu được đánh giá là hiệu quả và chính xác hơn. Ông Hins nhận định, phiên bản Fatem 110 mới nhất hiện nay là loại tên lửa dẫn đường chính xác, cơ động, hiệu quả và dễ sử dụng. Tên lửa Fate 110 sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa này có chiều dài 8,86m, đường kính 0,61m, có thể mang tới 500kg chất nổ và được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa được thiết kế 3 cánh tam giác ở phía trước và 4 cánh ở phía sau để giữ ổn định. Fate 110 có tầm bắn từ 300km đến 500km và đạt tốc độ 3.700km/h. Điều này khiến chúng được đặt ngang hàng với hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS của quân đội Mỹ hay tên lửa hành trình tầm xa do đức sản xuất